Kính thưa các bạn, hôm nay Tiết Già xin chia sẻ chủ đề nói về đời tận thế sao còn lần lựa. Tận thế á, là không phải tiêu diệt hết nha các bạn, mà chỉ là sàng lọc thôi. Để cũng như tận diệt, á cũng như là ý nói rằng là chẳng chịu mau cải giữ về lành. Ý nói rằng á là giống như là mình chẳng chịu mau cải giữ về lành, làm Phật nhi phải được lòng thành đó tức là phật tử đó các bạn phật nhi là con của phật đó các bạn có rất nhiều người á là nói rằng á là từ nhỏ tới lớn á là tôi đâu có hung dữ đâu nhiều người rất là hiền luôn các bạn hiền lành không nói không năng gì hết luôn nhìn vô rất là hiền rồi hả tại sao mà à, người này lại là đau khổ để tiết già chia sẻ và phân tích nha các bạn tại vì mình tu là mình sửa mà cải giữ về lành á là nói chung á là từ vật chất cho đến tinh thần luôn, từ từ đời mà cho đến đạo. Đạo á thì chúng ta có gì? Có đạo nhân trước tiên là làm người rõ thấu lý sâu, sửa lòng trong sạch nguyện cầu thánh kinh. Luôn luôn chúng ta cũng phải là lúc nào cũng sửa lòng trong sạch hết. Nó tu thì nó không có khó nha các bạn mà chỉ tự sửa thôi rồi nhiều bạn thì hiền lắm luôn hiền mà lắm lắm luôn không có hại gì ai hết đó nó đây là Tiết Già chia sẻ và phân tích chứ không có nói xấu ai nha các bạn nó hiền không có hại gì ai hết á người ta nhìn vô giống như là người hiền lành vậy đó mà thật ra là bạn này cũng như là giống như là trai gái mèo mỡ gà đồng nó nam cũng như nữ nha rồi một tháng là không biết bao nhiêu mối tình đó, các bạn thấy không thì đối với cái xã hội thì cái chuyện nó bình thường, bất quá người ta nhìn người ta coi thường mình, à, người ta nói mình là giống như là à, quen nhiều người thôi, cái chuyện này không có sao hết nha các bạn. Nhưng mà cái quan trọng á là có những bạn dắt về cha mẹ nè, làm phiền cha mẹ rồi cha mẹ rầy la thì tự động coi như cái hiền lành của các bạn sẽ biến mất, đúng không? Rồi các bạn giận dữ nè Quần quần quăng ném chửi lại cha mẹ Cũng như ở đây á là các bạn sẽ dính vào cái gì? Vào cái luật nhân quả của đạo nhân Nó. Cho nên đời các bạn rất là khổ Nếu như chúng ta mang cái xác phàm này Chúng ta thấy mình sai Thì coi như mình cứ sửa Mình bước vào đường tu Mình cứ sửa Không có sao hết Rồi từ từ các bạn sẽ thoát khổ đó là tiết già học và chia sẻ cũng như mong mỏi rằng là tất cả các bạn ai cũng đừng có dướng vào chữ khổ đó các bạn tu á là nói chung là nó đơn giản vậy đó các bạn tu nó không có khó cũng như là mình phải biết hiếu thuận với song thân nè làm người nếu lỡ sai thì sửa nó đơn giản vậy đó chứ sai cũng không ai mà cách mắng quở mình phật rất là từ bi độ lượng mà mình á phải bước vào đường tu rồi mình học đạo thì mình mới sửa được. Tại vì sao? Vì đạo là cái con đường minh chánh giúp cho chúng ta cũng như là sáng suốt, không còn mê muội nữa. Một chữ tu có thể thay đổi luôn cái số phận mà nghèo khó của mình đó các bạn. Tại vì bình thường á nếu như mình không tu á thì mình rất là nóng giận, mình bực tức nè, mình hay làm cho lợi gan, như nhất là lợi gan cha mẹ, ông bà, cô chú gì đó, đúng không các bạn? cũng như là mình tức lắm, tôi sẽ làm cũng như là cho bà biết mặt tôi, cho ông biết mặt tôi vậy đó. Nó tôi làm lợi gan luôn mà đâu biết mình là à, giống như bị mê muội mà bị quan gia trái chủ nó dắt mình đi để đòi nợ đâu các bạn. Nó nếu mình biết chắc mình không có đi theo nó đâu đúng không? Thường thì ma quỷ á, là nó rất là sợ người tu, rất nhiều gia đình đó các bạn thấy không? Gia đình có tu mà tại sao con cái của họ lại ngộ nghịch? Nó rất là lạ chỗ này Đây là do biệt nghiệp nha các bạn Tại vì mọi chúng sanh trên cõi ta bà Thì coi như không có ai mà nghiệp giống ai hết Thì coi như biệt nghiệp này á là coi như mình phải tự trả nè Đức Phật và các vị Bồ Tát á còn chưa cứu được nữa không có thể nào mà cứu những người nào mà ngỗ nghịch ngang tàn được hết á Nếu như á, mà mình biết sửa sai á Thì từ đây sắp tới các bạn không biết không tương với muối cháo rau đạm bạc nghèo lương hiền biết niệm di đà mà mai sao thoát khỏi tinh ma nhiều khi mình thấy giống như là mình quá đau khổ nè rồi mình không biết như thế nào để mình thoát khổ thì bây giờ mình niệm nam mô a di đà phật là coi như là mình thoát khỏi tinh ma đó các bạn có biết rằng tinh ma bây giờ á là nó dắt mình đi nha nó dắt mình đi mà mình tưởng nó là tình yêu đó các bạn thấy không tại sao nhiều người mà bị đánh bị đập bị hành bị hạ mà không biết tức là hả tinh ma quan gia trái chủ mà nó dắt mình đi đó các bạn có nhiều người hành hạ coi như là đánh đập suốt cái cuộc đời không lối thoát ma quỷ nó ngộ lắm quan gia trái chủ nó lạ lắm nó đòi nợ cho được cũng như nó đòi nợ nó đánh nó hành hạ mình đó các bạn nó hành xong rồi cái nó xin lỗi nó năn nỉ cái mình động lòng đúng không tại vì mình thiếu tu mà mình không đủ bi trí dũng mình không đủ nghị lực để chống chọi những cái ma quái mà gọi là quan gia trái chủ trên cái cõi đời này cho nên tí giờ chia sẻ để các bạn đến với đường tu quá dễ ăn chay niệm phật đọc kinh có nhiều đó thôi à không có tốn một xu nào hết luôn á các bạn rồi tin ma mà nó càng đánh đập mình á thì mình càng chạy theo nó đúng không các bạn nó lạ không có những người mà các bạn thấy trụ tức ghê luôn tại sao cái chị đó cái anh đó hay là cái cháu đó gì đó mà tại sao mà hành hạ như vậy mà cứ chạy theo nó hoài kêu bỏ đi mà đâu có bỏ được các bạn phải trả cho nó hết rồi mới bỏ rồi chỉ có cái con đường niệm Phật đọc kinh thì mới thoát khỏi tinh ma thôi Nói chung là đời tận thế này á là từ tình cho đến tiền không dám nói mà cái chữ gạt gẫm mà hả nói giống như là hạnh phúc khó tìm đó mình dùng cái chữ hạnh phúc khó tìm đi các bạn mà nếu như mình nói cái chữ đời này gạt gẫm á thì rất là tội cho những người người ta sống rất là tử tế đúng không giờ mình đổi lại mình nói là cái đời này cái hạnh phúc nó rất là khó tìm luôn nếu như mình đã lỡ coi như là không có hạnh phúc nè không có hạnh phúc là nói chung là thiếu tiền nó cũng không hạnh phúc nữa đúng không các bạn thiếu nợ nó cũng không có hạnh phúc nữa rồi thiếu ăn thiếu mặt cũng không có hạnh phúc nữa cho nên cái chữ hạnh phúc này á là nói chung nó nói chung để các bạn tìm đến cũng như là cái con đường tu để các bạn đủ trí mà các bạn giống như là đối nhân xử thế trong cái thời mà gọi là mạt pháp các bạn thấy cái thời mạt pháp này chưa động đất thiên tai coi như là lũ lụt nó liên tục luôn để cho cũng như là mình nhìn thấy vật chất trên trần gian coi như là không có còn mà gọi là nó thật sự nữa, nó là giả dối, nó là cám dỗ đời mình. Tại vì mình nó giống như là mình thiếu tu cho nên mình mất phước dần dần. Cái trí tệ của mình đó các bạn nó sẽ gì? Nó sẽ lu mờ rồi cũng như là tinh ma nó dắt mình đi. Nó nó dắt mình đi làm ăn cũng có mà yêu đương cũng có. Nó làm ăn thì nó gạt gẫm mình còn yêu đương á thì coi như là nó cũng hành hạ gạt gẫm mình cho nên á mình phải bước tới đường tu để mình không có còn mà giống như hoảng loạn trong cái lúc mình đau khổ nữa mình phải tỉnh táo nè đó, cái người tu rất là tỉnh táo để nhận định ra cái tinh ma cái quan gia trái chủ đó là người tu người ta tự động người ta niệm phật dần dần ma quái nó tan biến hết tại vì ma quái nó rất là sợ giống như là hào quang á các bạn hào quang của phật pháp thiết gia chia sẻ với các bạn là đời mạt pháp này đời tận thế này tận cùng rồi nó coi như bây giờ là khắp hoàn cầu thiết thiết tha tha dậy sớm mau kiếm chữ ma ha thì phật cứu khỏi nơi khói lửa. Đó các bạn thấy không? Nếu như mà mình niệm Phật trước thì coi như khi mà động đất á xảy ra đó là mình gì? Là mình được coi như là Phật cứu mình ra khỏi nơi gì? nơi khói lửa nơi khổ đau nơi điêu tàn nó khói lửa đây là nói chung hết sự cũng như là tan thương chết chóc đau khổ luôn nha các bạn chứ không phải là khói lửa là giống như là lửa cháy không đâu nó cái chữ khói lửa này là dùng chung hết đó các bạn thí già chia sẻ với các bạn nè à, nó đơn giản lắm chỉ cần à, trong những cái nơi mà nó đang xảy ra lửa cháy động đất là tự dưng nó không có mặt mình nữa các bạn thấy nó lạ không cũng như là một cái gia đình đó mà hả tự động là coi như là đi làm hết luôn trong cái ngày đó hoặc là đi chơi hoặc là đi như thế nào ra khỏi căn nhà đó có nhiều cái rất là lạ đó các bạn đó là gì đó là phật cứu mình khỏi nơi khói lửa đó các bạn mình vẫn còn ngồi đây an toàn cho đến ngày hôm nay là nhờ gì nhờ hồng ân của Đức Phật che chở. Cho nên Tiết Già chia sẻ và chúc các bạn hằng ngày tinh tấn tu hành để cũng như hưởng phước trời ban. Video Tiết Già chia sẻ đến đây kết thúc. Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Hẹn các bạn gặp lại video tiếp theo.